Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm phát sinh một vấn đề cấp bách do lượng máu tiếp nhận giảm đột ngột vì không còn nguồn hiến tặng. Nhu cầu dự trữ máu để điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh phía Nam là trên 10.000 đơn vị, nhưng hiện chỉ còn 1.400 đơn vị mà thôi. Ngành y tế thành phố hiện đang gấp rút tìm giải pháp ứng phó. Trung tâm truyền máu Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi cung cấp máu, cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân không chỉ ở bệnh viện Chợ Rẫy mà cả khu vực phía Nam. Nhưng hiện tại, trung tâm chỉ còn dưới 1.400 đơn vị máu, trong khi lượng máu dự trữ trước đây luôn trên 10.000 đơn vị máu. Đây là cái kho, đây là chính cái kho mà để bảo quản. Để đấy. Cái lượng máu anh thấy là dự trữ trong kho hiện nay là gần như trống trơn. Chỉ còn ở bên cái khu bên kia thôi, ở bên đây là thông thường là các cái cải này chúng tôi chứa đầy máu hết, hôm nay là trống lỏng hết. Tương tự, bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh cách đây một tuần cũng chỉ còn 5.000 đơn vị máu. Theo ghi nhận, nguyên nhân thiếu máu dự trữ là do việc giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 nên các điểm lấy máu di động đã bị hoãn lại. Cái ngưỡng dự trữ và trong ngân hàng máu ta chỉ còn xấp xỉ khoảng 5.000 túi máu mà thôi. Điều này nó rất là nguy hiểm cho cái công việc phục vụ cho cái cấp cứu điều trị của các cơ sở y tế ở trên địa bàn thành phố chúng ta. Chính vì vậy đó thì thường trực ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố cũng đã kiến nghị và Ủy ban nhân dân thành phố ngày 3 tháng 6 năm 2021 đã có cái công văn 1798 đề nghị lãnh đạo của các cơ quan đơn vị của thành phố Thủ Đức, các quận huyện cũng như các cơ quan truyền thông là phối hợp và duy trì tiếp tục đăng ký hiến máu tình nguyện. Hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đang khuyến khích người dân đến hiến máu tại hai điểm lấy máu cố định là bệnh viện truyền máu huyết học thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm hiến máu nhân đạo thành phố. Đồng thời, yêu cầu tổ chức an toàn tối đa từ 20 đến 30 người và tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K. Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 6 thì tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét nghiệm diện rộng SARS-CoV-2. Đầu tiên là tập trung thực hiện tại những địa phương đang là điểm nóng của Covid-19 như là Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh và Quế Võ, sau đó đồng loạt thực hiện tại các huyện còn lại. Mục tiêu nhằm sàng lọc phát hiện nhanh những ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tiến tới tổng tấn công đẩy lùi dịch bệnh trong vòng 10 ngày tới đây. Và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại vùng dịch lớn thứ 2 cả nước. Công tác lấy mẫu xét nghiệm toàn dân được huyện Lương Tài triển khai thực hiện từ ngày 13 tháng 6. Người dân đến lấy mẫu thực hiện theo 5K, tiến hành sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, lần lượt lên lấy mẫu theo thứ tự. Huyện Lương Tài đã giao cho ngành y tế đảm bảo đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện lấy mẫu tuyệt đối an toàn, đúng quy định phòng chống dịch bệnh. Thực hiện cái lời như của Chủ tịch nước đã nói chống Covid như là chống giặc. Hôm nay là được sự quan tâm đến này mà kiểm tra tình hình Covid cho bà con nhân dân để chúng tôi rất lấy làm an tâm. Thế chúng tôi chỉ mong rằng là sao thế là cái dịch này nó đẩy nó sẽ qua đi và sau đó thì cái cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh Bắc Ninh về việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng theo hộ gia đình, huyện Lương Tài đã triển khai nghiêm túc và khẩn trương. Thôn chưa có ca mắc thì lấy mẫu gộp theo đại diện hộ gia đình, mỗi hộ một người. Thôn có ca mắc nhưng qua 14 ngày không có ca mới thì lấy mẫu toàn dân, gộp theo hộ gia đình. Trong 3 ngày từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 6, huyện Lương Tài đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho trên 31.200 người tại 80 bản lấy mẫu. Huy động tất cả các lực lượng trong ban chỉ đạo các xã, thị trấn và toàn thể các cộng tác viên, đặc biệt là tổ Covid cộng đồng tham gia vào cuộc trong quá trình lấy mẫu để phát hiện những ca bệnh sớm để có biện pháp phòng chống dịch sớm nhất. Trước đó, từ ngày 5 tháng 6, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức xét nghiệm diện rộng trên địa bàn huyện Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong. Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng để có cái dịp sàng lọc sớm những cái mà tiềm ẩn ở trong cộng đồng. Cái mũi nhọn mà chúng tôi cũng cần phải xúc đó là tập trung cho cái công tác tuyên truyền với một cái tinh thần là tất cả mọi người phải chống dịch, nhà nhà phải chống dịch và cả hệ thống chính trị phải tập trung để chống dịch cho tốt. Tính đến 6 giờ sáng ngày 16 tháng 6, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.447 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca mắc mới, giảm sâu so với những ngày trước đó. Với cách làm tương đối bài bản trong việc xét nghiệm sàng lọc, phong tỏa kết hợp với giảm, giãn mật độ công nhân tại các điểm nóng và khẩn trương làm sạch các ổ dịch, Bắc Ninh phấn đấu trong vòng 7 ngày tới kiểm soát số ca F0 phát sinh ở các khu cách ly. 10 ngày nữa sẽ cơ bản dập xong dịch bệnh COVID-19. Theo thông tin chúng tôi mới nhận, do dịch đang được khống chế tốt, bắt đầu từ 0 giờ sáng nay ngày 16 tháng 6, tỉnh Bắc Ninh đã điều chỉnh chuyển từ thực hiện chỉ thị số 15 sang thực hiện chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ huyện Yên Phong, chuyển từ thực hiện chỉ thị số 16 sang thực hiện chỉ thị số 15 đối với các xã Mộ Đạo, Nhân Hòa, Hán Quảng thuộc huyện Quế Võ. Vâng thưa quý vị, còn tại Bắc Giang, vùng dịch lớn nhất nước thì công tác phòng chống dịch COVID-19 đã đạt được bước tiến rất quan trọng, khoanh được dịch từ khu công nghiệp, từ cộng đồng dân cư vào trong các khu cách ly tập trung. Tỉnh Bắc Giang đang tập trung đợt tổng tiến công để từ nay đến hết 21 tháng 6 cơ bản khống chế được dịch và hết tháng 6 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Tỉnh Bắc Giang đang có 270 khu cách ly tập trung, quản lý trên 14.000 trường hợp F1. Tỉnh này đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày đối với người cách ly. Dự báo từ nay đến ngày 21 tháng 6 sẽ vẫn có ca F1 chuyển thành F0 trong các khu cách ly tập trung. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương khẳng định với quyết tâm và các biện pháp chỉ đạo quyết liệt, sau một tuần tới chắc chắn số ca F0 của tỉnh sẽ giảm sâu và tiến tới cơ bản chấm dứt. Hiện nay tỉnh Bắc Giang còn rất ít bệnh nhân nặng, đa số là bệnh nhân nhẹ và không có triệu chứng. Tỉnh này đang có 273 người âm tính lần 2 và 218 người âm tính lần 1. Thưa quý vị, tin vui là hôm nay cả nước đã có 23 tỉnh thành bước sang 14 ngày không phát sinh ca mắc mới, một con số đáng để chúng ta lạc quan vào công cuộc chống dịch mà cả hệ thống chính trị và toàn dân đang quyết tâm thực hiện. Mặc dù vậy thì trong diễn biến đáng lo ngại, số ca mắc mới tại thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua con số 1.000 trong bối cảnh dịch tiếp tục diễn biến khó lường tại thành phố lớn nhất nước. Từ sáng nay, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã tạm ngừng hoạt động khám chữa bệnh để phục vụ công tác phòng chống COVID-19 sau khi một nữ nhân viên điều dưỡng của bệnh viện này có các triệu chứng sốt, ho, được test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó xét nghiệm khẳng định PCR cũng cho kết quả dương tính. Xét nghiệm nhanh 336 người là F1 của nữ điều dưỡng này, tất cả đều âm tính. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, hôm qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại xã Nhơn Tây, huyện Củ Chi, trực thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện này có quy mô 500 giường với 400 nhân viên y tế và các nhân viên hỗ trợ, trưng dụng cơ sở hạ tầng của bệnh viện huyện Củ Chi. Trên cả nước, tổng số ca nhiễm cộng đồng tại 40 tỉnh thành tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay đã lên đến 8.262 ca. Ba ổ dịch lớn nhất nước vẫn đang tiếp tục gia tăng số ca mắc mới là Bắc Giang gần 4.600 ca, Bắc Ninh hơn 1.400 ca và thành phố Hồ Chí Minh 1.015 ca. Hôm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố này được chủ động đàm phán tìm nguồn vaccine từ các nhà sản xuất, phân phối uy tín, nhập vaccine phòng COVID-19 về tiêm cho người dân thành phố, và đề xuất này đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đồng ý, và ông cũng yêu cầu trong công tác tổ chức thực hiện truyền thông cần phải tránh để xảy ra những tình trạng tranh mua đẩy giá vaccine lên cao. Nội dung của tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ hiện thành phố có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên và có trên 1,6 triệu công nhân, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp tập đoàn trong các khu công nghiệp. Tuy nhiên đến nay thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được 140.000 liều vaccine phòng COVID-19 và triển khai tiêm phòng mũi 1 cho hơn 64.000 người và hơn 10.000 người tiêm đủ 2 mũi để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng với trên 70% dân số thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian sớm nhất, thì việc mua vaccine phòng COVID-19 là vấn đề cấp bách. Hôm qua, ngay sau khi xuất hiện ca COVID-19 thứ 2 chưa rõ nguồn lây là một nam nhân viên ngân hàng, hai bệnh viện ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã phải tạm dừng đón bệnh nhân ngoại trú. Tỉnh Nghệ An cũng quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 đối với phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Theo Sở Y tế Nghệ An, cả hai ca nhiễm COVID-19 này đều có lịch trình di chuyển phức tạp. Bệnh nhân thứ hai là một nam nhân viên ngân hàng 32 tuổi, trú tại phường Hưng Dũng, thành phố Vinh. Bệnh nhân này từng đến hai bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Hiện cả hai bệnh viện này đã tạm ngừng đón bệnh nhân ngoại trú và tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân tại hai bệnh viện này. Trước đó vào ngày 13 tháng 6, thành phố Vinh ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên là một cô gái 22 tuổi, làm nghề uốn tóc, hiện đang tạm trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh. Người này có lịch sử dịch tễ rất phức tạp, khai báo không thành khẩn. Công an thành phố Vinh đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh để điều tra.